Sao giờ đi ăn món Taiwan nhỉ? Ăn mì vịt Đắk la miên. Con thịt vịt đấy à? Mẹ cho con cộng nè. Em muốn đầu rồi. Có vẻ nghiền đâu. Đúng không? Tàn bơ ơi. Bà làm chi đó nữa? À thăm thịt à? Không chả. Khó ăn quá không? Thử. Cái gì đấy? Cái gì mà dụ dụ đấy? Đang đưa. Được không con? Bị dai quá à. Tao có ăn đậu đi. Nghe vịt mẹ nha, sợ nha. Mềm mà sao? Ăn thử mì nè. Mì trơn quá, không mất được. Đúng rồi, giỏi. Cái này gọi là la miên đó con. Giống như sợi bánh canh của mình á. Đúng không? Ok. Được đúng không? Được đúng không? Đi ăn bị mắt buồn ngủ quá rồi. Đó, đó. Rồi, có ăn nữa không? Chỉ một đập đập là mày hiểu rồi đó nghe. Đây con. Dài quá. Ăn thêm đậu không? Chán rồi không? Cái dụng ăn cho cà. Ngồi thẳng đi con ngồi thẳng đi. Con ngồi kiểu này đi. Đúng rồi, ngồi thẳng đi nha. Tạm thời mình để đi qua bên nghe chưa? Hơi dài không con? To quá vậy. To quá. Anh cho em xin con dao để nghe. Tăng 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 tăng. Món yêu thích của con nè. Có khi trong trạng chán em. Đúng không? Đúng món yêu thích của con không? Tiếng to quá. Đúng không? Giống như ở nhà mình đấy con hề. Chưa đi ngon ăn ủy ỏi vậy con. Ăn đứa. Ăn đứa, mệt mỏi quá à. Cho nên ế ỏi quá. Lúc không nổi. Mì có vẻ khó ăn. Rồi, dụi vào mắt rồi. Đi mẹ.
Chuyện này, ơi. À, muốn ăn rồi không? Không. À. Ăn thêm chất cay đi con. Con ra con ăn chất cay không được. Nha. Để mà dẹp bớt đi. Ăn thêm chất cay đi. Nha. Rồi lấy thêm dưa hấu cho con. Ừ, con thích ăn dưa hấu mà. Thì một tuê. Ừ, mày để lên nè. Hả? Đang đó, đang mình đi gói gì đó. Rớt xuống rồi. Gì mà cũng cười. Rồi. Nhà ăn vịt hả? Hay là hải sản? Mong vịt. Cho nó có cân rồi. Cân rồi. Cười với ăn miếng kìa. Ăn vịt nữa không? Mày bỏ vịt cho ăn nè. Ừ. Nó kiểu gì lại. Nó ba ơi ăn cơm đi. Ba ăn cơm đi. Ba ăn cơm đi. Ăn đi con. Con ăn đi. Mình cho con ít cơm mà. Được không? Cho mấy vịt đi con. Giỏi. Em đã ba đi. Ok ok. Để nó ăn không vui rồi con nè. Ba ơi. Nước tiên có gì mới mà. Không biết con. Ừ. Mẹ à, cơm nè. Mẹ đút cơm nè. Ừ, con tự bỏ về. Nóng con, hơi nóng rồi con. Con đi con. Con đi. Xong rồi, rồi ra rồi hả? Hả? Không muốn ăn nè, không muốn ăn nè. Con nằm nằm nè. Rất ngoan lắm mà con. Ừ.
Nói gì? Nè, cái này đang được không? Cái này được rác rồi. Không được. Nha, không được. Cố gắng ăn đi. Ăn chiêu ghê hả? Ăn dưa cuối cùng ăn mẫu dưa thôi. Lớp rồi. Không sao, còn rồi đó. Ăn đi. Biết ba ăn kìa, nhìn cỡ ghê đó. Ba ăn chi với ba? Mẹ sáng à? Con ăn chi được? Phải cắt nó nhỏ nhỏ rồi. Thôi để em trả. Trả cũ. Nhỏ rồi nữa hả? Dạ. Cắt đâu cái này ra. Chống mỏng lại cũng dài quá. Ngon trời kìa. Ngồi như VIP á. Ngồi như đứa chứ không chịu ngồi thẳng. Ngủ quá hả con? Cắn được rồi đó.